Thưa quý vị, thời gian qua tại thành phố Đà Nẵng, học sinh một số ít trường đã được học trực tiếp trở lại, còn phần lớn thì vẫn đang học trực tuyến. Làm thế nào để củng cố kiến thức cho các em khi trở lại trường và bảo đảm chất lượng cho việc học trực tuyến, nhất là ở thời điểm học sinh chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ 1, là vấn đề được ngành giáo dục thành phố quan tâm và linh hoạt triển khai. Để kịp chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh lớp 12 của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn là những học sinh bậc trung học phổ thông đầu tiên của thành phố được trở lại học trực tiếp. Bên cạnh công tác bồi dưỡng kiến thức cho các kỳ thi học sinh giỏi, việc rà soát củng cố kiến thức đại trà cho các em cũng được nhà trường chú trọng. Thì nhà trường cũng thực hiện theo đúng văn bản hướng dẫn về chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay thì là các em vẫn học theo các phân phối chương trình theo quy định. Các môn như là thể dục, mỹ thuật thì các em vẫn học trực tuyến. Tiết học là 40 phút, nghỉ giải lao giữa hai tiết là 10 phút và giờ ra chơi là 20 phút để mà tạo điều kiện cho các em có thể là thoải mái và tiếp thu được kiến thức đầy đủ. Tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, ngoài học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 9 được học trực tiếp, học sinh các khối lớp còn lại vẫn đang học trực tuyến. Các trường học tại đây đã chủ động sắp xếp chương trình học hợp lý cho từng khối lớp, vừa củng cố kiến thức cho học sinh khi trở lại trường, nhất là học sinh lớp 1, vừa tiếp tục thực hiện việc dạy học trực tuyến. Nhà trường cũng xây dựng cái thời khóa biểu phù hợp đối với các em lớp 1 đi học lại, hướng dẫn cho các em là cái tuần làm quen lớp 1, củng cố nề nếp, kiểm tra sách vở. Thì bên cạnh đó các em khối lớp còn lại thì hiện nay các em vẫn đang thực hiện cái cách học bằng hình thức là trực tuyến tại nhà. Ở trường tiểu học Bắc là sĩ số học sinh là khá ít nên là đó một cái thuận lợi cơ bản. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã có văn bản hướng dẫn chuyên môn về công tác giảng dạy đối với từng bậc học khi học sinh trở lại học trực tiếp. Theo đó, việc kiểm tra đánh giá cần linh hoạt, phù hợp với điều kiện dạy học trực tuyến, trực tiếp và đối tượng học sinh, tránh gây áp lực tâm lý đối với học sinh và giáo viên. Chúng ta củng cố ôn tập cho học sinh những cái phần nội dung, những cái phần chương trình đã học từ lúc đào học trực tuyến cho đến nay. Trước khi các em nắm vững thì sẽ ta tiếp tục những cái bài học mới. Theo đó là tổ chức kiểm tra, đánh giá cũng hợp lý trên cơ sở để chúng ta đã củng cố ôn tập được kiến thức của các em. Để đảm bảo an toàn phòng dịch và triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho học sinh, thành phố Đà Nẵng đã quyết định dời lịch học trực tiếp đến giữa tháng 11 năm 2021 thay vì đầu tháng như dự kiến trước đó. Hiện các trường học trên địa bàn đã chủ động xây dựng song song hai phương án tổ chức kiểm tra giữa học kỳ 1. Nếu vẫn kéo dài thời gian học trực tuyến, học sinh sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ 1 phù hợp với điều kiện dạy học.